Xin chào anh em quay trở lại với Kahacom, mình là Hoàng đây. Và bên trái của mình đây là chiếc máy tính 15 triệu mà chúng mình cho rằng là khỏe nhất. Trong nó có CPU i3-10105F, chiếc card màn hình RTX 4060. Nghe đến hai cái chữ đấy thôi anh em sẽ nghĩ một từ trong đầu là từ nghẽn. Đúng vậy, chiếc máy tính này nghẽn. Nhưng nếu mà trong tầm 15 triệu thì anh em nên build một PC nghẽn hay một PC cân bằng? Để tìm hiểu cho câu hỏi đó thì hãy cùng bắt đầu video này nhá. Ok, thì bên tay phải của mình là một chiếc PC cân bằng. Trong chiếc PC cân bằng này sẽ là CPU i3-12100F nha, với cả chiếc RTX 3060 phiên bản 8GB. Ngoài ra nó sẽ còn có cả 16GB RAM nữa, giống y hệt với cả em này. Nói chung, nếu anh em mua hai bộ này mới ở bất kỳ shop nào thôi thì sẽ khoảng tầm từ 14 tới 15 triệu tùy vào gọi là chính sách bảo hành của họ. Nhưng tất nhiên rồi, liệu rằng cái hiệu năng của nó có khác biệt không và cái lợi thế của một chiếc PC cân bằng là như thế nào? Thứ nhất, đó chính là về CPU. CPU 12100F khỏe hơn rất nhiều so với cả chiếc i3-10105F ở đây. Và đồng thời chúng ta có thể nâng cấp sau này nữa, đấy là điểm thứ hai nhá. Bởi vì 10105F này, đa số anh em mua sẽ mua đúng lần này thôi và không bao giờ mua một lần nữa. Nói chung là nếu mà nâng cấp ấy, thì bán cả bộ này đi, chứ không bao giờ nâng lên, đó chính là ví dụ như là 10400 hay 11400 hay bất kỳ những CPU nào ngang tầm với thế. Còn với chiếc 12100 này, chúng ta có thể nâng cấp lên, đó chính là 12400 này, 13400 này, nhiều khi là 14400 trong tương lai gần đấy nữa. Thế đấy là hai điểm đầu tiên. Và điểm nữa đó chính là RAM. Vì chiếc CPU này hỗ trợ ép xung RAM anh em ạ, hỗ trợ XMP khá là tốt. Vậy nên là em này có thể lên tới là 3200 với những gì mà mình đang với cái kit RAM mình đang dùng này. Còn em này thì cứ bị mặc định ở 2666 maximum mà thôi. Dù có bật bao nhiêu XMP đi chăng nữa thì chiếc CPU này cũng chỉ hỗ trợ được đấy. Và chiếc mainboard này cũng chỉ hỗ trợ được đấy thôi. Còn bên này H610 này thì hỗ trợ mainboard, cái mainboard này hỗ trợ bus RAM cao hơn, dẫn tới việc mà chúng ta có thể có tốc độ cao hơn mà không bị phí tiền. Nhưng liệu rằng với những cái lợi thế như vậy thì chiếc cạp màn hình của chúng ta có chiến thắng chiếc 3060 này, có thể chiến thắng với cả 4060 hay không? Hãy cùng bắt đầu với bài test nhé. Mình test ở đây tổng cộng là 9 tựa game ở độ phân giải Full HD 2K 4K ở những setting từ thấp nhất, cao nhất và cao nhất cộng ray tracing anh em nhé. Khi mà mình chơi game ở những mức setting cao nhất thì chúng ta có thể thấy rằng có một số tựa game chiếc máy tính nghẽn của chúng ta bị thua cuộc. Ví dụ chẳng hạn như là CSGO ở tất cả các độ phân giải này, hay là Liên minh huyền thoại ở tất cả các độ phân giải, hoặc là ở F122 ở Full HD, ở Guardians of the Galaxy cũng Full HD, hay là Shadow of the Tomb Raider cũng Full HD. Tuy thua ở những tựa game đó, nhưng những tựa game và những setting với độ phân giải còn lại thì chiến thắng, dẫn tới một cái khoảng cách là 3%. Nhưng nếu khi mà anh em chơi với cả những tựa game bật ray tracing đi, nếu mà anh em chỉ chơi những tựa game ray tracing đi thì khoảng cách giữa chiếc PC nghẽn và PC cân bằng cao hơn, lệch hơn rất là nhiều. Chiếc PC nghẽn khi đó thì mạnh hơn chiếc PC cân bằng khoảng tầm 18%, và nếu tính trung bình vào thì rơi vào khoảng tầm 8-9% hiệu năng chơi game khi mà chơi ở mức setting cao nhất anh em nhé, cao bao gồm cả ray tracing ấy. Nhưng đến đây anh em có thể nhìn thấy có một cái vấn đề, đó chính là nghẽn về CPU. Nghẽn là như nào? Nghẽn tức là khi mà một thành phần trong máy tính của anh em giới hạn khiến cho những thành phần khác không thể nào chạy tối đa được. Ví dụ như trong trường hợp này của chúng ta, đó chính là nghẽn về CPU anh em ạ. Chiếc i3-10105F không đủ mạnh mẽ để khiến cho chiếc 4060 có thể chạy được maximum, tối đa, tối thượng ở cái mức hiệu năng của nó, khiến cho chúng ta bị thua cuộc ở những độ phân giải như là Full HD hay những tựa game eSports như là CSGO hay là tựa game là Liên minh huyền thoại đây anh em ạ. Và khoảng cách đó còn tệ hơn rất nhiều khi mà anh em test ở mức setting là thấp nhất. Mình test tất cả những tựa game, 9 tựa game vừa rồi ở mức setting thấp nhất, và chúng ta thể thấy đấy, đa số các tựa game thì bộ PC nghẽn bị thua cuộc, đơn giản bởi vì là PC nghẽn bị nghẽn ở CPU. Tất nhiên, nó sẽ có một vài tựa game mà chúng ta vẫn có thể mạnh hơn với cả chiếc PC cân bằng, bởi vì khi đó, những tựa game đó thì sẽ có thể sử dụng tối đa được chiếc card màn hình chúng ta, chiếc RTX 4060 của chúng ta mà không bị nghẽn về CPU. Nhưng những tựa game đó thì thường chỉ không bị nghẽn ở độ phân giải là 2K và 4K mà thôi, chưa từng bao giờ là Full HD. Khi mà mình so sánh như vậy thì chiếc PC nghẽn thua so với cả chiếc PC cân bằng khoảng tầm 2,5%. Và nếu mà anh em chơi game ấy ở độ phân giải Full HD với mức setting thấp nhất ấy, thì ui dồi, khoảng cách nó còn lớn hơn rất là nhiều, rơi vào khoảng tầm 18% anh em ạ. Cực kỳ là lớn đúng không anh em? Nhưng mà đến đây thì anh em sẽ hỏi rằng là thế bây giờ chọn cái gì nhỉ? Khó phết đúng không? Bây giờ nên chọn PC nghẽn hay PC cân bằng? Thực sự không có một cái kết quả nào một cách chính xác chuẩn xác cả, bởi vì đơn giản rằng chúng ta còn phải tùy thuộc rất nhiều vào cái mức sử dụng chúng ta. Chúng ta sử dụng máy tính cho làm gì,
Ví dụ như anh em có một chút làm việc trong bộ máy tính anh em, lựa chọn lựa chọn i3-12100 với cả 3060. Nếu anh em chơi game ở độ phân giải Full HD thì anh em chọn i3-12100 với cả 3060. Nếu mà anh em chơi những tựa game eSport, chúng ta cần những cái game eSport đó, ví dụ như là liên minh điện thoại, CSGO, Valorant, PUBG, những tựa game đó cần một chiếc CPU thật là mạnh để có thể phân tích, phân bố, xử lý, gọi là ra kết quả một cách nhanh nhất để chiếc 3060 có thể đạt được cái độ delay thấp nhất, thì bắt buộc được là phải chơi cái bộ là i3-12100 với cả 3060 này. Còn nếu mà những anh em nào chơi những tựa game ví dụ như là AAA này, bật ray tracing này, luôn chơi ở gọi là 2K, 4K này, thì mình nghĩ rằng 4060 mới là một chiếc máy tính phù hợp với cả nhu cầu của anh em. Nhưng nói thật nhá, nếu về mình là người Việt Nam, những như anh em thôi, và mình biết chắc rằng rất nhiều anh em chỉ chơi những tựa game eSports là chính và chơi ở Full HD là chính. Thế nên mình nghĩ rằng combo i3-12100 này 3060 mình sẽ mua, gọi là có 7 ngày trên tuần thì mình mua 6 ngày luôn. Đó, mình 6 ngày, tức là 90% mình sẽ lựa chọn combo này thay vì là combo 4060 này. Còn anh em thì sao? Anh em sẽ lựa chọn combo gì? Mình nghĩ rằng đa số anh em sẽ lựa chọn đó chính là i3-12100 với cả 3060 mà thôi. Tuy rằng chiếc card này có thể yếu hơn một chút, nhỏ hơn một chút, nhìn cho không ngầu bằng, không có công nghệ cao bằng, nhưng đa số anh em lựa chọn em này bởi vì nó cân đối hơn và nó hợp lý hơn với cả mức tiền 15 triệu. Đó, nếu anh có những cái gọi là suggestion liên quan tới máy tính hay là một combo 15 triệu nào khác thì có thể để ở dưới comment để mình có thể trả lời và làm review test nhá. Rất cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.